Vâng, tối nay thì cũng như hứa hẹn với các bác thì em sẽ lên sóng cái con âm ly đèn nguyên thùng xốp này. Bác nào muốn sở hữu em nó thì liên hệ cho em nha. Mới keng luôn các bác. Đây, nét keng luôn nha. Nhìn cái thùng là có biết rồi. Gọi là hàng lưu kho đó các bác. Những con này là mang tính chất sưu tầm. Tại vì không phải lúc nào cũng về được những con thùng xốp nha các bác. Đa số là không thùng. Và con thùng thùng xốp này về với giá em giao các bác là luôn luôn tốt. Bởi vì em đấu trực tiếp nha. Đây là con TRV88SE 280W chạy bóng KT88, là dòng bóng KT88 thì được rất là nhiều các bác ưa chuộng bởi vì tiếng bass khá là lực và tiếng khá là dày, mạnh mẽ từ âm thanh của bóng ra. Con này size là 45 nha bác. 45, 41, 30. 16 kg. Đối tác của nó là những dòng loa nghe nhà cao cấp JB vân vân, Âu Mỹ Nhật bass 30 40. Em sẽ khui nó ra và bê nó ra để các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nha. Giá em giao các bác con này thùng xốp là 25.500.000 nha, 25.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha. Bác nào lấy sưu tầm em nó thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Chiến khoản đủ thì em bớt 300, còn 25.200.000 nha. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10%, khoảng 2 triệu trở lên là em ship hàng nha. Cọc tiền thì vẫn giá 25 năm hàng sưu tầm. Đây, em mời các bác cùng xem vẻ đẹp của nó nha. Nói chung là hàng tồn kho thì các bác thấy đồ đẹp từ cái ốp gỗ này, nó bóng lưỡng luôn nha. Đấy, không một điểm trừ nữa. Bác nào sưu tầm thì nhanh tay alo cho em nha. 25.500.000 TRV88SE chạy 4 bóng KT88 này, theo máy, tất cả bóng theo máy vì chưa sử dụng nha các bác. Nó mới khiếp lắm, nhìn cái ốp gỗ là đủ phê rồi. Đây là trên trong này nó sẽ có ba cái tăng phô, cái tăng phô giữa là tăng phô nguồn, hai tăng phô sạc âm hai bên. Đấy, series là 2707, một cái series rất là đẹp, series như một số điện thoại luôn các bác. Đây, có redwood này, có bờ rề in này, có nhung là làm rề này. Đấy, các bác nào kém con rề vào, có rề thì cắm vào đây. Đấy, còn line in này, hai đường vào này, một đường redwood này, 280W này, điện 100 đến 120V, nó hàng nội địa nha các bác. Này, đánh trở kháng là 4-8 ohm, có thái độ mới này. Bác nào một cần một con đèn tri thì bê nghe em này nha. Bởi vì không phải lúc nào cũng có những con thùng xốp nha các bác. Thì thường thùng xốp thì nó phải đẹp hơn những con không thùng kiểu như 9,5 với 10. Nhưng mà cái giá trị đó gọi là giá trị sưu tầm. Giá em bán cũng bằng những con mà không thùng thôi, nhỉnh hơn 500 triệu, cái đó là cái giá trị của thùng xốp. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Mới tin luôn nha. Hay là cái vỏ, cái bảo vệ này, nó sử dụng bóng rề là 12U7 và 12A7 nha. Bóng rề 4 bóng KT88G theo máy. Đây, đẹp chấm hết cuộc tình nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Video đến đây kết thúc thì vậy thôi. Giới thiệu con tri cũng như là đã báo với các bác là tối nay em sẽ quay con này để các bác cùng chiêm ngưỡng nha.